Triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như các địa phương khác, quận Liên Chiểu đã nhanh chóng triển khai các chốt kiểm soát trên địa bàn. Đặc biệt, quận đã linh hoạt huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng đảm bảo túc trực tại các chốt kiểm soát để kiểm tra, hướng dẫn cũng như nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định giãn cách. Đây là một trong các chốt kiểm soát tại phường Hòa Khánh Bắc. Mấy ngày qua, những trường hợp người dân được phép ra đường khi đi qua chốt đều đã quá quen với hình ảnh những cán bộ công an đã nghỉ hưu tham gia hướng dẫn tại chốt. Vào tuổi nghỉ hưu, thời tiết lại nóng bức, nhưng bằng kinh nghiệm và sự từng trải của mình, họ vẫn luôn nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng làm tốt nhiệm vụ. Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cán bộ công an hưu ở địa phương phải đóng góp một phần trách nhiệm của mình với phòng chống dịch ở địa phương, hỗ trợ lực lượng anh em công an chính quy và các lực lượng khác thực hiện công tác là kiểm tra, kiểm soát. Riêng câu lạc bộ công an hưu phường Hòa Khánh Bắc có 35 người. Hiện có 15 người đảm bảo sức khỏe đang tham gia trực tại các chốt kiểm soát để kiểm tra, nhắc nhở người dân. Ngoài lực lượng này, thì quận Liên Chiểu cũng đã huy động hàng trăm tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên tham gia trực tại các chốt kiểm soát, trong đó có 70 học sinh, trung học phổ thông trên địa bàn. Trước tình hình mà dịch đang căng thẳng như thế thì một kiểu mình trực chốt thì sẽ kiểu đảm bảo bớt lượng người đi ra ngoài hơn, là sẽ giảm bớt cái việc mà phát tán bệnh trong cộng đồng hơn. Và bản thân em thì cũng rất vui và sẽ nỗ lực hơn để hoàn thành công việc của mình. Lực lượng công an cũng đã chuẩn bị trước, sẵn sàng các lực lượng 100% quân số trực tại đơn vị, triển khai lên kế hoạch triển khai đều các chốt và chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, huy động các lực lượng liên quan, các cấp ở các địa phương, cán bộ hưu trí, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đồng chí công an hưu còn sức khỏe. Để thực hiện nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị số 05, đến nay quận Liên Chiểu đã thiết lập gần 50 chốt kiểm soát trên các trục đường giao thông chính ở các khu dân cư. Quận cũng đã thành lập các tổ tuần tra lưu động khắp địa bàn, đồng thời thành lập tổ giám sát từ quận đến phường. Về cơ bản, người dân chấp hành nghiêm các quy định giãn cách, lượng người ra đường giảm hẳn. Tại các cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 hàng ngày, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, lần này thành phố áp dụng cách ly xã hội mạnh hơn, cao hơn. Vì vậy, các địa phương phải linh hoạt trong triển khai để đạt hiệu quả cao nhất. Trong bối cảnh thành phố cần lực lượng để triển khai phòng chống dịch, thì cách làm của quận Liên Chiểu cần nhân rộng. Ở Liên Chiểu là tôi thấy là rất là tốt. Đúng một cái khái niệm là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì huy động được cả lực lượng công an nghỉ hưu này, cựu chiến binh này, giáo viên này, thậm chí là các cháu học sinh lớp 11, lớp 12. Cái sự linh hoạt trong cái xử lý và vận dụng là một cái yếu tố quyết định